chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao nắng quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây nếu tim còn yêu trời luôn mơ nắng. Biết yêu thương mình là biết yêu thương người, một lần cho đi muôn đời ta mãi có. Ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm, mặt đất đâu hư hao luôn là nơi đồ hòa đường nào. Bầu trời xanh trên cao ngân muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Tới bệnh viện thăm con đi, con nó muốn gặp anh lắm đó. Cô ký vào đơn ly dị đi, tôi sẽ chạy thăm nó. Anh là đồ khốn. Tôi ly dị với anh thì anh sẽ không được chia bất cứ cái gì hết. Và con tôi sẽ nuôi. Bo nó có chuyện rồi. Lần trước á là mẹ nó gạt nó thôi, chứ thật ra bo nó bệnh nặng lắm. Anh đang làm cái gì vậy? Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Lời của tôi nó giống như chiếc điện thoại giả mà cô cho tôi vậy. Nhìn thì đẹp đẽ lắm, nhưng mà thực chất nó cũng chỉ là những thứ bỏ đi mà thôi. Cuộc đời của tôi ngu ngốc lắm mới đưa cho cô đem ra đánh đổi, đùa giỡn gì vậy? Ngày xưa, có một anh chàng trẻ tuổi, chưa có vợ, sống bằng nghề làm ruộng. Anh ta rất là hiền lành, chăm chỉ, nhân hậu, cho nên được rất nhiều người yêu quý. Một ngày nọ, anh ta xách búa lên rừng đốn củi. Xách búa lên rừng? Để làm gì? Dạ, đốn củi. Đúng rồi. À, mẹ con tới rồi kìa. Hai chú cháu ra ngoài này, mày làm tôi tìm muốn chết luôn. Tôi muốn dẫn bé Bo ra ngoài để một vòng cho thoáng đó. Cảm ơn anh. Hả? Có người sắp đói bụng đi kìa. May quá, có sẵn cháu gà ở trển này đó con. Yeah, cháu gà của mẹ nấu là ngon nhất. Vậy bây giờ đi ăn cháu gà chịu không? Dạ. Mình đi. Đi thôi. Hy vọng thằng nhỏ không buồn chuyện gì nữa. Cứ mỗi lần như vậy á, tôi cảm giác như mình già thêm 10 tuổi. Thôi, sống yên diễn lặng rồi, chứ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Trời. Cái gì mà dán lung tung ở nhà vậy nè? Nè, ông coi nè, thằng Quang nó nợ tiền người ta nè. Em chỉ mượn tụi nó có 40 triệu à. Không biết tụi nó tính cái kiểu gì mà thành 150 triệu. Ôi trời ơi, con ơi là con. Lấy đâu ra 150 triệu mà trả bây giờ hả con? Ôi. Chú nhìn anh chú cái gì? Ổng không có tiền đâu. Con ơi. Trời ơi, mẹ chết mất thôi. Mẹ. Mẹ. Trao lên bà, trao vô màu dao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ để mẹ lên hương đây. Ba vào nhà mấy, ông bà vui. Chịu phá rương đâu bà. Ông lấy chìa khóa để lấy sổ tiết kiệm hả? Số tiền nợ của chú Quang để càng lâu càng chết. Lại mẹ nó đẻ lại con. Thôi thì... Tôi biết ngay là ông lấy sổ tiết kiệm để đưa cho em trai ông. Tôi không có đưa đâu. Bà đừng có như vậy nữa mà. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống đó. Cái tụi cho vay thằng lãi này không dân mặt với nó được đâu. Cuốn sổ tiết kiệm đó cũng là mạng sống của tôi đó. Có chết tôi cũng không có đưa đâu. Mẹ, mẹ dạy ăn cháo đi, rồi cô uống thuốc nữa mẹ.
Mẹ chẳng thiết ăn uống gì nữa đâu. Cứ để mẹ chết đi cho nó xong. Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Mẹ phải mạnh khỏe rồi cuộc sống đời với con với cháu nữa chứ. Con là một đứa con hiếu thảo, mà sao thằng Quang nó không nói gương con? Nó cứ làm những việc cho mẹ phải lo lắng như thế này. Mẹ. Có lẽ tại vì tôi bao bọc nó quá, cho nên nó dễ bị người ta lừa. Ông trời ơi. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy nữa. Chú Quang đã lớn rồi, chú phải học cách, phải chịu trách nhiệm về việc mình làm chứ mẹ. Con ơi, con phải giúp em nào. Nó có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi đâu con à. Con không giúp nào, mẹ chết cho con vừa lòng. Mẹ cứ yên tâm, dĩ nhiên là con phải giúp chú ấy rồi. Con phải hứa với mẹ là con phải giúp nó, không được để chuyện gì xảy ra với nó. Nhất định nhá, nhất định con giúp nó nha. Dạ dạ, con hứa. Nhưng mà mẹ cũng phải hứa với con là ăn hết tô cháo rồi uống thuốc, không được nghĩ ngợi gì khác. Mẹ đồng ý không? Mẹ ăn miếng đi mẹ. Chỉ cần con hứa giúp em, bao nhiêu tô cháo mẹ cũng sẽ rơi hết. Dạ, mẹ ăn đi mẹ. Dạ. Nhờ anh hỏi giúp tôi. Tôi chỉ vay 50 triệu thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Tôi sẽ chờ tin anh nha. Dạ. Dạ. Ba đừng có lo lắng nữa. Chuyện nợ nần của chú Quang á, ba cứ để con giải quyết cho. Không được, ba không để cho con gánh số nợ này đâu. Con còn nhiều chuyện phải lo nữa mà. Ba, không sao đâu ba. Con sẽ trả hết nợ cho chú. Cái gì? Con định mượn tiền thằng Nhân hả? Hai đứa chưa kết hôn, làm như vậy không tốt đâu con. Dạ, con không có mượn tiền của anh Nhân. Con vừa bán được kịch bản đầu tay, số tiền ứng đợt đầu đủ để trả hết nợ cho chú. Ba cũng chưa tìm thấy nữa. Ba không biết chú đi đâu nữa. Chú con ở đây nè, ở đường số 7 đó. Quang, Quang, thiệt tình. Em không sai. Em không có sai. Thôi về đi. Vậy về em. Anh ơi, em thật sự không muốn gây ra chuyện đó. Em thật sự không muốn gây ra chuyện đó. Anh phải tin em. Được rồi, đợi lúc tỉnh rồi nói đi. Đi, đi, về em. Em không có sai mà. Em hơn 30 tuổi đầu rồi, không có cái gì trong tay hết. Em cũng quê với mấy đứa cháu lắm chứ bồ. Em cũng muốn có một gia đình nhỏ, nhưng mà em không muốn lấy vợ rồi cứ để cho anh hai nuôi.
Em muốn một lần thành công. Em muốn làm tốt một lần. Em ngu quá. Em ngu quá. Em ngu quá trời ơi. Thôi nín đi. Anh hiểu. Anh hiểu em. Tính đi em. Mệt hả? Dạ. Sao vậy? Em xin lỗi anh hai. Em sẽ tự giải quyết nợ nần của mình. Bằng cách nào? Còn Minh á, nó vừa bán được kịch bản đầu tay của nó. Nó sẽ lấy tiền đó cho chú mượn để trả nợ đó. Chuyện lần này là ngoài ý muốn, chú cũng chỉ là nạn nhân thôi. Gia đình sẽ không bỏ rơi chú đâu. Em lập nghiệp là chuyện tốt, nhưng phải hiểu trên đời này không bao giờ có chuyện gì một bước lên mây làm ít mà hưởng nhiều đâu. Dạ em cảm ơn anh hai. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ cố gắng đi tìm việc làm. Em sẽ làm từ những việc nhỏ nhất. Em sẽ cố gắng vươn lên. Chú suy nghĩ được như vậy là tốt đó. Nhưng mà chú định làm gì vậy? Minh. Dạ. Con đi ra ngoài hả? Con ăn sáng chưa? Để chú đi mua đồ ăn sáng cho con nha. Dạ con ăn sáng rồi. Vậy để chú làm xe ôm chở con đi nha. Dạ anh Nhân sẽ qua đón con. Ờ vậy để chú lên trên đó dọn phòng cho con. Dạ hôm qua mẹ cũng làm cho con luôn rồi. Vậy thôi để chú giặt đồ cho con. Trời ơi, chú. Chú muốn làm con tổn thọ hả? Con làm ơn cho chú biết một việc nào mà chú có thể làm cho con đi. Chú có việc làm. Hả? Đó cũng là điều mà nội và ba muốn nhìn thấy. Chú phải cố gắng lên. Ồ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Con đi nha chú. Ừ. Cố gắng lên. Cố lên. Mấy ly rồi đây? Ba ly. Sáng giờ em chưa ăn gì mà lại dám uống ba ly cà phê. Thì ăn đòn đúng không? Giờ em không ăn gì hết á. Ăn đòn cũng không được. Em đang trong thời kỳ thắt lưng buộc bụng. Anh có quà cho em đây. Sao tự nhiên tặng quà cho em? Thì anh thích thì anh tặng thôi. Nhớ nha, món quà này phải về nhà mới được mở ra. Sao mờ ám quá vậy? Ừ. Vậy nhà mới được mở? Đúng. Không được mở ở đây? Không được. À. Ừ. À, này, này! Cái gì vậy anh? Anh biết em đang có nhiều chuyện cần phải lo.
mà anh thì lại là bạn trai của em. Nên là em cho phép anh được chia sẻ mọi chuyện cùng với em nhé. Anh không cần phải lo đâu. Chuyện của chú Út em á đã được giải quyết bằng cái bộ kịch bản này nè. Thì ra là em hết cả tiền ăn chứ mới phải thắt lưng buộc bụng à? Ở đâu ra? Thắt lưng buộc bụng á là để cho ốm, ốm mới đẹp. Tôi là tôi không thích ốm, tôi chỉ thích mập thôi. Mà càng mập ấy thì tôi lại càng yêu. Gì đấy, gì đấy? Anh này. Sao? Em biết á, là anh đang nói xạo. Nhưng mà từ bây giờ về sau á, anh cứ nói xạo chị nhiều lần nha. Tại vì em thích lắm. Tinh tinh của tôi hôm nay lại nhõng nhẽo kìa. Anh. Em nói cho anh em bí mật này nha. Những người á mà được người mình yêu thương chia sẻ và che chở thì ấm áp dữ lắm. Bây giờ em mà có đứng dưới mưa tuyết cũng không thấy lạnh đâu. Vậy thì em chưa biết điều này rồi. Những người mà được che chở bao bọc người yêu của mình ấy, thì còn ấm áp hơn nữa. Bà, con có thuê một căn phòng ở gần nhà vợ con. Rồi có thuê cả điều dưỡng nữa, mỗi ngày tới chăm sóc cho ba đó. Thôi con, để ba điều trị vật lý trị liệu ở bệnh viện huyện được rồi. Ở trên này tốn kém lắm con. Ba không có quyền ý kiến đâu nha. Tới khi nào ba chưa đi lại được á thì ba không có được về quê đâu. Chú Kiệt ơi, chú Kiệt. Ủa, bé Thương. Thương hả? Con chào ông, con chào chú. Con vô đây. Dạ, con tặng cho chú nè. Mà sao con lại tặng cho chú vậy? Dạ, tại mẹ với con sắp đi xa rồi, chắc lâu lắm mới về, nên con muốn tặng quà cho chú để làm kỷ niệm. Con với mẹ đi đâu? Đi đâu con? Dạ, con cũng không có biết nữa. Con chỉ nghe mẹ con nói là sẽ đi xa thôi. À, con phải vô lại với mẹ con rồi. Con chào ông, con chào chú, con đi. Đi đi con. Dạ. Con ngoan nghe con. Dạ. Kiệt. Kiệt à. Dạ. Ba nghĩ ba có chuyện này phải nói với con. Có chuyện gì hả ba? Con bé Thương nó là... Bé Thương nó làm sao hả ba? Con bé Thương nó là... Có chuyện gì vậy ba? Nè Kiệt. Dạ. Con bé Thương nó là... Bé Thương sao hả ba? Anh Kiệt. Anh hai. Tính... Tính ra ba ở đây cũng thuận tiện ha. Anh chỉ sợ phiền bác Tư thôi. Dòng họ mình mà, phiền gì. Vợ chồng em có bàn bạc với nhau, mình thuê người chăm sóc ba vừa tốn kém lại cũng không yên tâm nữa, cho nên mấy ngày nay em sẽ ở lại với ba. Còn mấy đứa nhỏ thì để chồng em với lại bà nội nó coi dưới. Nhưng mà còn công việc của em ở cơ quan thì sao? Anh hai yên tâm đi, em đi làm mấy năm nay có nghỉ ngày phép nào đâu. Với lại phép thai sản em cũng đâu có nghỉ. Chắc chắn sếp em sẽ ưu tiên cho em nghỉ dài hạn. Anh tính gì? Em ở với ba từ thứ hai đến thứ sáu. Còn hai ngày cuối tuần thì anh dọn về để ở với ba. Được không? Vậy đi ha. Vậy anh hai có đi gấp không vậy? Để em chạy ra ngoài em đi mua chút đồ. Em đi đi. Thì em đi nha. Xíu em về. Ba có sao không ba? Ba không sao. Dạ. Ba, hồi nãy con nhớ ba có chuyện gì muốn nói với con đúng không?
Chuyện gì ba không nhớ ta? Già rồi cứ quên trước quên sau. Dạ, hình như là ba muốn nói chuyện bé Thương thì phải. Ba. Ba đừng nói chuyện này Giang Kiệt. Ba ngủ hả ba? Bí mật này bị tiết lộ sẽ chẳng đem lại hạnh phúc cho ai, mà nhiều khi còn làm gia đình anh Kiệt đổ vỡ nữa. Đây là thời điểm khó khăn nhất, con không muốn anh Kiệt phải chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Chú ạ. Nhà trường vừa báo là thủ tục chuyển trường của bé Thư nó đã xong rồi. Con đã hứa về đây ở luôn, giờ sao lại đi nữa? Con xin lỗi ạ. Con cũng không muốn như thế đâu. Nhưng mà... Có phải vì con muốn tránh mặt cậu ta cho nên con chuyển đi không? Con còn muốn trốn tránh cậu ta đến bao giờ nữa? Chả nhẽ cả đời này không cho hai bố con nó nhận nhau sao? Con xin lỗi ạ. Phúc. Bé Thương là con của anh Kiệt thật sao ba? Tại sao năm đó hai người lại chia tay? Sao con không hề biết gì về anh Kiệt vậy ạ? Lúc đó chị còn đang định đưa cậu Kiệt về gia đình để mà giới thiệu thì xảy ra chuyện, mà con thì đang bị tạm giam cho nên không biết gì. Đây có phải là lý do khiến chị con bỏ đi suốt 8 năm không ba? Đây là một bi kịch con à. Mà chị con và cậu Kiệt đều là nạn nhân hết. Họ đến với nhau là do bạn bè mai mối, có một tình yêu rất đẹp đối với nhau và đã lên kế hoạch về chung sống một nhà. Nhưng mà không ngờ con à. Phúc à, con à. Thím, con đã có người yêu rồi và bọn con cũng sắp đám cưới với nhau. Sao lúc nào thím cũng lôi con đi giới thiệu hết cái này người khác? Kỳ lắm thím. Con à, con còn trẻ thì còn cơ hội thì con cứ chọn đi. Cậu Định này nè là người có học thức mà gia đình họ giàu lắm, cho nên con không cần biết những điều đó. Con đã chọn rồi và con sẽ không bao giờ thay đổi sự lựa chọn đấy. Thôi được rồi, thím hứa với con từ đây về sau á thím không bao giờ làm mấy cái chuyện này nữa. Nhưng mà lỡ giới thiệu người ta tới đây rồi thì thôi vô nói chuyện với ta một chút rồi về đi con, chứ giờ tự nhiên con bỏ về á kỳ lắm nha. Coi như nể mặt thím đi con nha. Con nha, nè thím xin con á. Không thể nào, mẹ con không bao giờ đối xử với chị Phúc như vậy đâu. Cho tới giờ phút này á thì cũng không ai biết được là ngày đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết một điều là sau chuyện đó thì mẹ con mất tích, ba và chị con á thì không dám đối mặt với sự thật, cho nên cũng không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Hình như anh Kiệt cũng không hề biết chuyện này hả ba? Sau khi chuyện đó xảy ra đó, chị con luôn né tránh cậu Kiệt và
lúc chị bỏ đi á, cậu Kiệt và mọi người đều nghĩ một điều là chị con lấy chồng Việt Kiều là để trả nợ cho mẹ con. Nghĩ à? Vậy có nghĩa là chị con không hề tổ chức đám cưới à ba? Bộ con không thấy làm lạ là sau bao nhiêu năm con chưa bao giờ được nghe thấy hoặc là nhìn thấy một cái tấm hình của chồng chị con sao? Con lại cứ nghĩ là vì cuộc hôn nhân quá đau buồn cho nên chị không muốn nhắc gì về nó nữa. Ba và chị con đã thống nhất một điều. Ba sẽ đi nói với lại bà con bạn bè là chị con lấy chồng Việt Kiều. Và chị con cũng đi nói với cậu Kiệt như vậy. Vậy sự thật là... Sự thật là ba đã gửi chị con về quê của một người bạn để lo sinh nợ. Sau đó thì đưa chị con ra nước ngoài để học tiếp. Vậy lần này chị con ra đi lại là để tránh mặt anh Kiệt phải không ba? Chị Phúc, sao lại đứng ở đây? Dạ, hôm nay em đưa ba đi khám. Khám xong rồi nãy giờ em đón xe định đưa ba về. À, hay là để chị đưa về? Có phiền chị không? Không sao, chị cũng hết giờ làm rồi mà. Chị đợi em đi, em chạy chổng đưa ba ra rồi chị em mình về ha. Ừ. Dạ, đợi em xíu nha. Mời bác. Ờ, cảm ơn con. Dạ, thưa ba, mới tới. Ba đỡ hơn chưa ba? Cảm ơn con, ba đỡ rồi. Tuần rồi con định đến thăm ba, nhưng mà tại công việc con nhiều quá nên con chưa đến được. Ba thông cảm cho con nha. Có gì đâu. Lấy một cái ghế đi. À, con à. Dạ, sao ba? Tôi nói lấy một cái ghế. Không nghe hả? Rót giùm miếng nước luôn nha. Trời nóng lắm. Bỏ thêm bát đá nữa. Ờ, à, Hân à. Cô Phúc đây. Ủa, là... Phúc. Em mới tới chơi hả? Dạ. Ủa? Cô ta không phải là điều dưỡng hả? Chị Phúc á, là bạn của em. Nghe ba bệnh nên là chỉ tới thăm. Phúc là chị họ của Nhân đó. Tôi xin lỗi nha. Nhưng mà nếu cô nói ra trước thì tôi đâu có hiểu lầm. Chuyện này đâu phải lỗi của mình tôi. Chị mới kỳ á. Đáng lẽ ra chị phải hỏi người ta là ai rồi biết cách cư xử sao cho phù hợp chứ. Sao cô... Thôi Hân. Hân nóng tính á nên nó năng vậy thôi. Chứ không có ý gì đâu. Em đừng giận nha. Không sao. Chị là hiểu lầm thôi mà. À... Bên bệnh viện có khoa y học cổ truyền. Ở đó có một bác sĩ rất là nổi tiếng về châm cứu. Em nghĩ là anh nên đưa bác đến đó. Vì vừa kết hợp châm cứu với lại vật lý trị liệu thì sẽ nhanh khỏi hơn. Đợt tập tới anh sẽ đưa ba tới đó thử. Cảm ơn em nha. Không có gì. Em về đây. Phúc. Sao em chưa đi xa làm gì vậy? Sao anh biết? Bé thương nói anh nghe. Ở đó họ trả lương cho em rất cao. Em xin lỗi. Alo, chị nghe Nhân. Ừ, vậy thì chị sẽ đi đón em, sau đó về nhà đón bé Thương. Ok, bye. Em về nhé. Em về. Alo. Đây, đợi em xíu, em ra liền nha.
Dạ. Nhân. Nè, con không nghe mẹ nói hả? Nếu như mẹ đến tìm con vì chuyện tiền thì con không có đâu. Nè, ăn nói với mẹ kiểu đó hả? Đứng lại. Nhân, Nhân, đứng lại. Cái thằng quỷ này. Ôi dạ trời ơi. Ôi dạ trời ơi, cái chân của tôi. Chị lại sao đi? Nhân. Nhưng mà thím. Mẹ em giả bộ đấy, chị đi đi. Nhân. Có chuyện gì vậy Nhân? À, đâu có gì đâu chị. Lát nữa chị và bé Thương muốn ăn gì nào? Hôm nay cậu Nhân lại không gặp cô Minh mà lại đi ăn với hai mẹ con chị á. Thì mình cũng đâu còn nhiều thời gian với nhau đâu chị. Phải tranh thủ chứ. Thầy nói gì đấy à? Bé Thương này. Dạ. Học ở trường mới con đã có nhiều bạn thân chưa? Dạ con cách thứ hai nhà bạn thân luôn á cậu. Chưa bao giờ con thấy thích chơi với ai mà nhiều như hai bạn đó luôn á. Vậy sắp phải xa hai bạn rồi, con có thấy buồn không? Nếu như con buồn thì năn nỉ mẹ đi, biết đâu mẹ lại ở lại. Hay là để cậu năn nỉ giúp con nha. Dạ. Ba đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện, và em biết lý do vì sao chị lại thay đổi chỗ nhiều như vậy. Bao nhiêu năm qua, nếu như em biết chị thay đổi chỗ là để lẩn trốn thì nhất định em sẽ không để chị làm như vậy đâu. Chị thay đổi nhiều như vậy, người bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là bé Thương. Còn chị nữa, chị càng lẩn trốn thì nỗi đau ở trong lòng chị lại càng không bao giờ có thể lành được. Em mở ra đi. Cái gì vậy anh? Mở đi. Anh cho em làm tổng giám đốc thiệt hả? Sao em lại hỏi như vậy? Trước giờ có khi nào anh hứa em việc gì mà anh không thực hiện được cho em không? Đúng là vậy. Nhưng mà chức tổng giám đốc này nè, em chưa từng nghĩ tới. Tại sao em lại chưa từng nghĩ tới chứ? Em đủ tài năng để ngồi vào chiếc ghế đó mà. Hiện tại trụ sở của công ty chưa xây xong, em chịu khó ngồi ở văn phòng cũ nha. 2 tháng nữa thôi, em sẽ được ngồi vào văn phòng to lớn nhất, sang trọng bậc nhất ở tòa nhà cao 20 tầng tuyệt vời nhất. Thiệt không anh? Chắc chắn. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Con em khỏe nhiều chưa? Dạ, em cảm ơn chị. Bé xuất viện được mấy bữa rồi, sức khỏe cũng tạm ổn định rồi chị. Vậy thì quá tốt rồi. Hôm nay rảnh không thì ăn trưa với chị. Mấy ngày nay công ty tùm lum chuyện nhức đầu muốn chết. Ra ngoài thư giãn cho chị xả chút đi. Ủa chị, bộ công ty có chuyện gì hả? Còn chuyện gì nữa. Cậu Tường nghỉ mà chưa có ship mới về thay, mọi chuyện náo loạn cả lên, ngày nào cũng phải tăng ca hết. Ủa chị, sao anh Tường, anh nghĩ gì kìa chị? Em không biết gì thiệt đó hả? Thấy em cũng thân với cậu Tường mà. Dạ, em không có nghe anh nói gì hết. Thì chuyện mấy tuần trước đó, đáng lẽ ra cậu Tường phải sang Nga bàn một hợp đồng xuất khẩu lớn, nhưng không biết chuyện gì nữa mà bỏ không đi. Công ty mất luôn hợp đồng nên phải từ chức. Xin lỗi nha, tôi tới trễ. Hương sao vậy? Sức khỏe của bé Bo không tốt hả? Tại sao vậy? Tại sao phải hy sinh cho tôi nhiều như vậy? Biết chuyện tôi nghỉ việc ở công ty rồi hả? Tôi không đáng anh phải hy sinh nhiều như vậy đâu. Đáng chứ, tại sao lại không? Trước đây tôi chỉ là người biết lo công việc thôi. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn mấy năm trước,
tôi mới hiểu ra rằng nếu chúng ta có thể quan tâm một ai đó, tại sao mình không trân trọng cơ hội này? Bởi vì mình đâu có biết rằng mình còn lo lắng được bao nhiêu lần nữa. Còn tôi thì không biết phải làm gì để trả món nợ ân tình cho anh. Đơn giản thôi, hứa với tôi dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được nghỉ chơi với tôi. Bởi chúng ta là bạn tốt mà, được không? Trời ơi, tôi đang rất là nghiêm túc, anh đừng có nói giỡn nữa được không? À, chết hen, xin lỗi nha, tôi sai tâm lý rồi. Nhưng mà Hương nói với tôi á, cũng muốn là tôi vui vẻ mà. Muốn mình vui á, thì phải giỡn mới vui chứ. Anh... Nè, yên tâm đi, tôi tạm thời nghỉ việc công ty thôi. Nghỉ việc để cho ban quản trị bớt giận thôi, chứ tôi không nghỉ luôn đâu mà sợ. Anh không gạt tôi chứ? Gia đình của tôi á, nắm 60% cổ phần mà, tôi đâu có dễ bị đuổi việc đâu. Thôi, đừng nghi ngờ gì nữa. Bây giờ đi ăn đi, ăn uống đúng giờ thì mới khỏe mạnh được chứ. Đi. Hương đã nói chuyện với hai đứa nhỏ về chuyện của Hương với ba tôi nói chưa? Tôi cũng chưa biết phải nói sao với hai đứa nữa. Ba, nhìn nè ba. Sao anh không về ba? Ba sẽ không về nữa đâu. Anh à nói giỏi, ba sẽ về với em. Em bị bệnh mà ba còn không về thăm, tức là ba không về nữa. Không phải đâu, ba sẽ về với em mà. Ba ơi ba, nín đi ba. Ba, ba sẽ không về nữa đâu. Em tin anh đi. Anh nói dối, em không có tin anh đâu. Anh nghe nói dối. Sao vậy con, sao khóc vậy? Nói mẹ nghe. Anh nói dối con, anh ơi chồng con. Cái gì vậy Bi, sao tự nhiên chồng em vậy? Em nó còn yếu lắm. Anh nói ba không có về với con, vậy phải không mẹ? Anh à nói dối. Ba nè, không phải là ba không về nữa, mà là ba sẽ không sống chung với mẹ con mình nữa. Không phải như vậy, ba sẽ sống chung với con. Con ghé mẹ, con ghé anh ơi. Thôi mà bo, nghe mẹ nói đi bo. Thôi mà con đừng có khóc nữa, nghe bo. Em muốn lên đây anh không? Vô phòng với anh. Đi vô phòng với anh. Không được khóc nữa. Dạ, anh này không buồn em hả? Ừ, mẹ thương mình lắm luôn á. Mẹ có bạn anh, có người không bỏ đi luôn á. Mà mẹ của mình không bỏ đi lâu, đúng không? Dạ. Mẹ thương mình như vậy thì Bo phải làm sao? Ba hứa ba không có khóc nữa. Nhưng mà
không có ba, ai sẽ bảo vệ cho hai tụi mình? Thì anh hai chứ ai. Đứa nào mà ăn hiếp em á, cô nói anh sẽ quýnh nó. Nhưng mà sợ em nhớ ba lắm thì sao? Thì anh hai sẽ lén mẹ dắt em đi gặp ba. Bo, nếu này bo không có khóc nữa ngoan nha, nghe lời anh nha bo. Xe có vấn đề rồi. Hợp tác với họ là mình đã có được 20 tỷ rồi. Ba mẹ của con đâu rồi? Trước khi thằng bé đủ tuổi thì dì nó sẽ là người quản lý bệnh viện. Cậu không được phép ra khỏi đây. Dượng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cho con. Phi của trên sẽ chết vì loại virus này. Đó sẽ là một tai nạn hoàn hảo. Người đã giết chết ba mẹ của cậu chính là... Ngoài dưỡng ra thì con không còn người thân nào cả. Tôi sẽ không chết, tôi sẽ trả thù. Đón xem Lật Mặt Tử Thù lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh HTV2. Chạy quanh chẳng dừng tìm lối, bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tinh khôi. Trong nỗi vui đời thương hay tổng giám đốc đấy con ạ. Rồi chú của con là có việc làm, còn con Minh ấy bán được kịch bản. Bao nhiêu là chuyện vui như thế. Chắc chắn là ông con linh thiêng phù hộ độ trì cho đấy. Dạ, chắc chắn là ông nội linh thiêng gia đình cũng phù hộ cho con đó. Bữa nay con cũng có chuyện vui muốn báo cho cả nhà mình. Chuyện gì con? Dạ, con chính thức ly hôn. Có phải anh đã nói gì với ba tôi về chuyện tôi được làm tổng giám đốc không? Không ạ, anh chỉ muốn em thận trọng đừng để người ta lừa gạt em thôi. Chứ không phải là anh không chấp nhận được chuyện vợ anh thành công hơn anh hả? Em nói gì vậy? Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy là mọi người đã sai lầm như thế nào khi đánh giá thấp tôi.